phòng kế hoạch sinh. Vui nhộn. Mới vô có gì anh chị chỉ giáo em nha. Dạ, có công việc gì thì cứ giao cho người mới để em có công việc em thử thách năng lực của em. Dạ, thì em cũng đang quan sát. Má, bất ngờ. Giáo xếp. Lại rồi. Con vợ ông thiếu tiền tụi tôi mấy tháng nay không đóng tiền một cách. Vợ tao xuống hẹn nhà mắc mớ mắc nợ tụi bay. Nè, mày nhìn kỹ đi. Đây là cái gì? Bà mắc nợ gì tới 50 triệu? Ai mà đứng lấp ló ngoài trước cửa công ty vậy? Kịch tính. Không ăn cướp là gì? Vợ thợ sửa máy lạnh có đem đồ nghề nè. Từ xưa giờ em không có làm gì bậy bạ đâu, hai chị yên tâm đi. Ông mà sửa máy lạnh á, nhìn từ đầu tới chân á, nhìn đầu trộm đuôi cướp vậy. Mấy chị rửa đa nghi. Thôi lo đi làm. Cái điện thoại bỏ vô trong cái túi quần này giờ nó mất tiêu rồi. Đón xem Vậy Mới Vui các tập tiếp theo vào lúc 11:50 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.